Hello mọi người, đây là cái đống vằn thò này, đống giã thể để ra giỏ vằn thò chứ. Nó rất là to, là bự luôn ha. Mình làm video cho mọi người thì tầm 10 phút thôi, chứ mà để ủ và trộn cái đống này lên như thế này ha, mất tới 3 ngày rồi. Hai người làm 3 ngày mà chưa xong đó mọi người. Đó, vừa sổ sơ dừa ra, vừa trộn, vừa ủ ha. Đấy mọi người thấy không, chiều dài rất là nhiều luôn. Để mình lại mình hỏi chú ha, bí quyết nào, cái điều quan trọng nhất trong cái khi mà mình ủ mình trộn giá thể để ra giỏ vằn thò là gì ha? Thì như mình đã giới thiệu ở video trước, cái giá thể này, ương vằn thò của chú ở đấy thì gồm có 400 bao xơ dừa, 100 bao phân bò, 30 bao phân dê ha, 20 bao rơm, 20 bao tro trấu và 20 bao vỏ trấu. Tro trấu với vỏ trấu thì ta dùng bao bự ạ. Người ta ủ lên, bỏ lên từng lớp như vậy, trộn lên và sau đó thì kéo ủ lại tới ngày thì mới có ra giỏ ha. Đây, đây là chủ nhân của cái đống vằn thò này. Hello chú. Trời ơi, chú đang quạo nè. Chú nói bữa nào mà quay video là phải nói trước để chú cạo râu cho nó đẹp trai. Nhưng mà con thấy chú để râu đẹp hơn đó chú. Tì, con thấy chú đẹp là con khen liền. Chú ơi, cho con hỏi nè, cái điều quan trọng nhất khi mình ủ giá thể để ra giỏ vằn thò là gì chú? Ủ phân cho nó lâu, như nó cho nó quay lại thì nó được tốt, hay ủ lâu chút. Hả? Mình ủ thời gian nó hơi dài. Mình ủ thời gian dài thì cái phân nó được mục ha, Nó mục nó ra, nó rút cho thấp nhiều phân, mình đậu bằng cái hữu cơ vô á. Nếu mà chú ủ ở đây con thấy số lượng phân lớn, đặc biệt là phân bò với phân dê. Còn có ở đây có lân không chú? Phân rơm. Phân rơm nữa. Không, đây không có xài lân. Không có xài lân hả? Không có xài lân. Nhưng mà phân hữu cơ của chú rất nhiều rồi. Tôi thấy 100 bao. Cô chú có dùng hai 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 bao humic nè ha. Hai bao đó là nhiều bao rồi chú? Bao đó là 300. 300 hả? Cái chỗ phân này của chú là cũng phải mười mấy triệu rồi đó. Mười mấy triệu. Mười mấy triệu mà chú làm 2.000. Còn 2 tiếng á, đó là chưa làm đủ á. Chưa làm đủ người hả? Người ta ủ đủ nhiều lắm, tại mình ủ ít rồi mình đi ra ngoài thêm cho nhiều. Ví dụ như mà tới ngày ra giỏ chú có thêm phân vô nữa không? Hay là có nhiêu đây thôi? Có, mình xài và bỏ vào vô. Có rải thêm một ít ở trên này ha. Đồ cọp đó. Biết biết. Chú làm cái này được mấy năm rồi? Vân Thọ á? Làm cũng lâu rồi, không nhớ mới làm. Đấy, ý là có tuổi đề cũng mười mấy năm rồi ha. Mà năm nào chú cũng ủ như vậy hết trơn ha. Cái ủ này như sau này đó, này hồi trước là trước làm đâu ủ đâu, hồi trước làm ủ. Hồi trước thì làm thức nó càng ngày nó càng tiến bộ lên để ủ, chứ mấy trước ta đâu ủ phân. Với lại mọi như những năm cách đây tầm 10 năm thì người ta làm bình thường thôi đúng không? Đúng rồi, là bình thường. Nhưng mà cây lúc nó không tốt bằng giờ, càng ngày càng tăng tiến nó lên cái khoa học. Với lại là mình ủ như thế này nhiều phân thì khi mình chăm sóc nó khỏe hơn đúng không chú? Đúng rồi. Ủa vậy thì mình đi cái phân trên ít hơn. Đi cái phân tưới là ít hơn ha. Mà con thấy vằn thò thì thường người ta làm giá thể rất chỉ là kỹ. Tại vì là cây ngắn ngày phải làm kỹ vậy, hay là do cây giống nó vậy? Ngắn ngày mình làm kỹ thì đỡ mình. Nếu mà mình ủ như thế này thì tầm xuống giỏ thì bao lâu thì mình tưới phân? Mình toàn tưới dược rễ thôi chứ nhỉ? Bỏ cái 20, 20, 15 độ. Cái nó bình cây mình lại. Ở đây là năm nay chú làm 2.000 ha. 2.000. Ủa cái gì? Cái ớt trái tim hả? Ớt trái tim năm nay chú làm mấy trăm? 800 ha. 800 mà chắc còn ở 500, thì mua 500 nó thùng nó bị hư nhiều quá. Thì mình làm cái khác bỏ vô. Ớt không? Này là khi nó ra là trái thành trái tim luôn. Cái ớt này thì mình xuống giỏ vào thời gian nào chú? Bây giờ xuống nè, hiện tại là xuống, người ta bùng một xuống từ nhỏ quá bữa giờ bỏ, chứ không ta xuống là đầu tháng là xuống rồi đó. Mình nay qua tới bùng một rồi. Cây này con thấy nó hơi hơi khẳng khẳng, cây hơi bị già chút ha. Bởi vì cây mình nó bị yếu á. Đây cô chú tự ương tự làm hả? Đúng rồi. Cái ớt đẹp quá ha. Chú ra giỏ được một số ở đầu này rồi ha. Rồi chú năm nay là mình thọ 2.000 ha. Làm sau 2.000 này rồi chú ủ như thế này là để bữa sau vô chân luôn. Làm lần một cho khỏe. Làm lần một luôn ha.
Thường là đầu tháng 10 là ủ ha. Ngày mấy chú ra con ta? Cũng phải là tháng 11 hả? Tháng 11 như vậy là ủ cũng được 1 tháng. Ừ, ủ tầm 1 tháng. Tại vì mình tới giờ 20 khoảng tầm 24 mình mới ương. 24 mới ương ha. Dạ. Cái này chú ủ này chú có bỏ nấm không? Đó. Nấm chưa cô đề ma. Bỏ luôn ha. Cái này tầm cũng phải vài gói ạ. 5 6 gói không? Bỏ đại vô đó. Dạ. Thì thường thì ai làm thì cũng phải ủ ấy. Nhưng mà con thấy vằn thỏ thì người ta thường làm kỹ. Cái giá thể người ta làm kỹ mà lại nhiều thứ hơn so với cúc mâm xôi với Hà Lan. Cúc mâm xôi với Hà Lan chứ làm không bằng đâu nè. Rồi con cảm ơn chú nha. Đây mọi người thấy không? Siêu phẩm. Giờ đi lại đây để quay cái ớt hình trái tim của chú. Đây hôm nay chú đang ra ớt hình trái tim này. Còn ở đây là gì ta? Đây là hoa Hà Lan. Ớt hình trái tim này mọi người. Một chậu như vậy thì một cây ha. Đó, về giá thể vô ớt thì ớt này có thêm đất nha. Thì trong video của mình cũng có kênh rồi đó, hôm bữa có trong kênh của mình cũng có video rồi đó, hôm bữa mình có quay rồi, nhưng mà giờ thấy phát hiện ra có đất nè mọi người. Đó, ở trên kia là có ớt sừng trâu nữa cơ. Thôi video của mình tới đây là kết thúc nhá. Mai mình sẽ quay kỹ hơn về ớt. Hôm nay chỉ có vạn thỏ thôi. Bye mọi người nhá.